Rồi, giới thiệu với anh em một em siêu phẩm tiếp theo nữa ha. Kuta ATA13 nha mấy anh em. Đó. Hàng cực kỳ VIP luôn nha mấy anh em. Ồ, nước sơn zin nha. Đó. Con này thì mấy anh em đã biết rồi ha, số cơ bên cơ. Đó. Cái vàng đuôi sới của nó mấy anh em, nhìn chất lượng không? Form rất là nhỏ gọn nha mấy anh em. Phù hợp cho mấy anh em đi vô trong vườn luồng lách rồi mấy anh em. Bề ngang có bánh xe này thì nó có thụt ra thụt vô được mấy anh em. Đây nó sợi lục giác nè ha. Đó, mấy anh em bắt có thể dời rộng ra hoặc là thu hẹp vô được nữa. Còn bánh trước thì không có dời được nha mấy anh em. Bánh trước thì muốn rộng ra thì lật ngược cái bánh lại. Máy móc em này thì phải nói nè. Ở ngoài nó đẹp chị, ở trong tất nhiên nó phải đẹp rồi ha. Con này mấy anh lấy thì đợi em vệ bảo dưỡng nó tầm một ngày ha, ngày sửa sau là em giao được. Lắc nó còn nè mấy anh em. A13 nè, xài động cơ D662 13 BS. Đó, tua 2 gửi mát tua là 3.000. Dữ chứ. Con này chạy cực kỳ lanh lẹ nha mấy anh em. Đồng hồ nó cũng chạy dài trăm giờ mấy anh em. Phá đi. Những cái chi tiết dưới lường nó còn rất là đẹp mấy anh em, thấy không? Mấy em mà nhìn thấy mấy cái này nó còn mới còn sáng, nó chạy ít ha. Chứ họ chạy trên khô rồi nó. Con này nhẹ xét mà nó lầy á mấy em. Phù hợp cho mấy anh em là đi mấy chỗ lầy lúng được cũng được ha. Đẹp ghê không? Lớp sau nó thì xài 7-14 nha mấy anh em, rất là nhỏ gọn luôn. Nó tầm trên cái đùi em xíu anh em. Lớp trước thì nó xài như 512 mấy anh em. 512 512 gì cũng được ha. Lớp liếc rồi đẹp như mới. Đây, gai nữa mấy anh em, còn rất là cao luôn nè. Cái gai này bờ mấy anh em đi mấy chỗ lầy ngon lắm nè, gai cao. Đây, tại bên ở đây anh em ha. Đây V-Sai. Bên kia thì số chạy ở đây nha mấy anh em. 3 tiếng một lùi và có tặng nhanh chậm đây ha. Cây này là số xế nè, BTO nè. Cần này cần ra tay. Ra chân thì ở đây. Thắng. Đó là Amaya bên kia. Rất là mới luôn nha nè. Con này nó đi xài đuôi 1m1 nha mấy anh em. Đuôi 1m1 lọt lòng. Còn phủ bì của nó là 1m2. Phủ bì ha, phủ bì ngoài bề ngoài mấy anh em. Đây em lắc zin nó còn đầy đủ nè mấy anh em. Phù lon nó không, còn 7 màu hết luôn nè. Vàng này thì dễ lắp gấp mấy anh em. Một người thôi cũng làm được. Mấy anh em hạ xuống cái giật cái chốt chạy xe tới là được ok. Nó bị chồng coi cái vàng sới mấy anh em. Rất là đẹp luôn ha. Kuta. Quá đẹp. Đâu để máy lên nè.
êm. Rồi vô số xế em. Để xế luôn rồi, để xế chạy từ từ rồi. Cái con này mấy anh em gáp cái vàng băm tầm 1 mét ha, chích tắc 1 mét thì cũng ngon lắm mấy anh em. Quá đẹp luôn anh em ơi. Trên mấy cái chỗ này nó bị cắn nè anh em, cắn ấy nè. Em lấy em sửa lại tí ha. Đó. Hơi mớp ở đó. Chỗ này trên đây cũng dấu chạy nhẹ nhẹ nè anh em. Nó xuống suốt rồi nè. Không có đáng kể nha anh em. Để quay chi tiết anh em để về rồi có khi lại nói không có tình hình kia ha. Anh em thấy không, xe đẹp anh em nhìn ở đâu nó cũng bắt mắt hết trơn á. Đẹp đây anh em cao luôn, trời ơi nhắm cái đuôi lên trời luôn. Rất là nhỏ gọn nha mấy anh em. Tắc cơ luôn mấy nè, tắc cơ này xài cái này nó tiện lắm nè, ngon. Mấy anh em đi đường khi trục chặt cái cục tắc máy nó không có nằm đường mấy nè. Rồi em cũng thỉnh thú quốc video luôn nha mấy nè. Mấy anh em có nhu cầu cứ liên hệ với em nha, giá con này vài chục triệu nha mấy nè. Mấy anh em liên hệ sớm mà sở hữu em này ha. Rồi xin chào mấy anh em.